Bài nha. Nay mẹ dạy cho cầm cốc nha. Để mai mốt tự cầm cốc mà uống nha. Nằm như thế này. Rồi, như cầm lấy. Đây. Ôm lấy. Đúng rồi. Ôm lấy cốc, mai mốt tự cầm mà uống nha. Rồi, như vậy. Rồi, yêu mắt. Mi cầm đây, Mi ôm đi. Mi đứng lên nào, Mi ôm, đứng lên. Ôm đi. Rồi, cốc cô này, này. Ôm lấy. Này, cốc này, ôm lấy. Ôm lấy cốc nha. Ôm lấy cốc, giỏi quá. Rồi, ôm cốc. Rồi, đứng lên. Ôm lấy. Thế, Mi đứng lên. Ôm lấy. Lại đây chứ. Lại đây này. Cầm cốc, cầm lấy. Đúng rồi. Mi đứng lên cầm lấy. Mi má. Này. Các cô này. Này, con Mi này. Rồi, đứng lên cầm cốc. Rồi đi lại kia đi. Đi lại đây. Rồi đứng lên. Mi ơi, Mi. Đứng lên nào. Rồi Mi đứng lên nha mẹ nào. Mi đứng lên. Rồi Mi đi lại đây. Giỏi thế nhở. Cô. Rồi cho chú đến nha. Rồi cô giỏi lắm. Cô đi lại đây. Này. Rồi Mi. Mi đứng lên, Rồi. Giỏi thế nhờ, giỏi. Ô cô ăn trộm mà. Cô ăn trộm mà. Rồi cô lại đây. Này, nhìn này. Cô ơi, đứng lên đi lại đây. Cô đi lại đây. Đứng lên. Rồi đứng đó nha. Mi đứng lên. Rồi chăm Mi nha, Mi đứng lên. Rồi Mi đi lại đây. Đứng lên nào. Rồi nằm nha. Giờ đứa nào mà nằm ngoan là mẹ cho này. Nằm xuống nha. Ngon quá nhỉ. Rồi mẹ thưởng đây. Nào. Mi nằm xuống. Giỏi quá. Cho Mi này. Để cho
cô này. Không, nằm xuống. Đứng cho cô này. Cô. Sang đây ngồi. Cô, ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi xuống. Đúng rồi. Mi, lại đây. Đây, đúng rồi. Cô lại đây. Đúng rồi. Mi lại đây. Lại đây. Này, nhìn này. Lại đây. Ừ, đúng rồi. Nào, ngồi đây. Cô, ngồi xuống đây. Rồi, Mi lại đây. Lại đây mà. Rồi nhé.